Thế hệ của Huyền hoặc kể cả bây giờ thì cũng rất là nhiều khán giả rất là yêu mến những cái giọng hát của các ca sĩ ở hải ngoại. Mình cũng mong muốn hiểu hơn về cuộc sống của những người Việt nói chung và đặc biệt là những người nghệ sĩ ở hải ngoại. Nên đấy cũng chính là lý do khi mà Huyền bắt tay thực hiện dự án này thì mình giống như mình được đi vào một thế giới, tìm hiểu một cái thế giới khác và nó làm cho Huyền có rất là nhiều cảm hứng khi thực hiện dự án này. Đây là phim đầu tiên Quyết cùng với lại đạo diễn Mai Thu Huyền cùng với lại team là quay một phim hoàn toàn 100% bên Mỹ. Cả quá trình đó đến khi quay là ekip ở bên đó hết 4 tháng. Hầu như là cũng lang thang Cali rất nhiều, những bối cảnh đẹp của Cali và tìm hiểu những cuộc sống bên đó. Và vì cái phim này thì mình cũng đề cập tới một tầng lớp là khá thành công bên Mỹ, một cái cách họ thưởng thức âm nhạc như thế nào, rồi cách họ để họ tiến tới những cái bước chân trong cái con đường nghệ thuật để phục vụ kiều bào bên đó như thế nào. Thời điểm của ekip đi khảo sát bối cảnh là mùa xuân. Và lúc đó thì tất cả bối cảnh đều tuyệt đẹp, trăm hoa đua nở, cây cối xanh tươi. Thế nhưng mà vì nhiều lý do mà dự án nó bị delay đến mùa hè mới quay. Đến khi quay thì nó cực nóng, nóng đến nỗi mà máy móc overheat hết không quay được. Tại vì nó là ngay chỗ hoang mạc, Lancaster, mọi người xây sẩm hết, máy móc chịu không nổi luôn, muốn gì con người. Mọi người nhìn trên phim thì sẽ không nhìn thấy đâu, nhưng mà các diễn viên ở ngoài thì đang phải chịu một cái sức nóng mà mình đứng ở dưới nhiệt độ là chỉ có ngất thôi. Vì mọi người hình dung là cái nhiệt độ có những lúc đến 50 độ. Để mà xin được một cái giấy phép quay ở ngoại hay là quay ở những cái bối cảnh mà mình nói đẹp, tại vì tất cả những bối cảnh đẹp nó đều phụ thuộc vào cái điểm du lịch đó, thì mình phải xin giấy tờ trước một tháng và được duyệt. Có những ngày di chuyển cả đi cả về trên 1000 cây số bình thường, nguyên team cùng với lại những anh em Việt Nam rồi những người bên đó thì thật sự là rất cố gắng. Khi mà đọc kịch bản của chị Nhật Hạ thì Huyền đặt câu hỏi ngay với chị ơi, phim này nhiều đại cảnh quá. Có thể nói đây là một phim Việt có nhiều đại cảnh nhất được thực hiện ở hải ngoại. Với muôn vàn khó khăn, chúng tôi có nữ đạo diễn Mai Thu Huyền, nhạc sĩ Jacqueline Thu Thảo và Hạ là ba người nhất quyết thực hiện cho bằng được bộ phim này. Hạ muốn mang tới một cái nhìn khác từ người Việt, đó là những tầng lớp người Việt trí thức văn minh lãng mạn. Nhân vật chính là một cô ca sĩ nổi tiếng và cô ấy biểu diễn trên rất là nhiều những cái sân khấu khác nhau, từ những cái phòng trà cho đến những cái nhà hát rất là lớn. Lập tức trong đầu nảy ra là ồ, để có thể quay được những cái đại cảnh đấy thì nó là một cái bài toán cực kỳ khó về phần sản xuất. Chị Huyền luôn luôn đòi hỏi những cái điều mà bản thân mình phải sử dụng chất xám khá nhiều để làm sao mà đưa vô phim nó vừa mang được cái tính cách nhân vật, vừa làm sao thể hiện được cái cuộc sống bên đó như thế nào, mọi thứ. Thì từ trước đến giờ, thật sự là đạo diễn Việt Nam đã ít rồi. Mà để những người mà dám quyết tâm làm những cái phim mà chưa ai làm giống như chị Huyền thì nó cũng là một câu chuyện mà thật sự giờ chưa có. Việc mà để quay một cái bộ phim điện ảnh ở tại Mỹ thì nó sẽ vô vàn khó khăn. Mình sẽ bị thiếu rất là nhiều những nguồn lực như là ở Việt Nam. Mình phải đem thiết bị từ Việt Nam qua, tại bên kia nó cũng có nhưng mà cách của họ làm việc nó cũng khác mình. Để mà mình hội nhập vô họ thì nó khó, tại bên kia nó có những nghiệp đoàn, nó có những quy tắc riêng khi làm việc. Chính vì nó rất là ít những cái bộ phim được thực hiện ở đó thì nó cũng sẽ được sự hỗ trợ ủng hộ của rất nhiều người, đặc biệt cộng đồng người Việt là những anh chị nghệ sĩ cũng như là anh chị em doanh nhân ở đó là rất rất ủng hộ. Với sự góp mặt và chung sức và góp tay của rất là nhiều bạn bè và những người tin tưởng bộ phim này, tất cả mọi người đều muốn ủng hộ và muốn mang đến cái gì tốt đẹp nhất của người Việt, sự thành công của người Việt đến cho tất cả mọi người biết tới, cho cả thế giới biết tới. Trên thế giới có tới 8 thiện nguyện, thì làm sao mà mình đem cái câu chuyện nhỏ của người Việt ra cho cả 8 thiện nguyện Việt. Cái đó là cái trách nhiệm của cả Linh và riêng của những người Việt Nam mình. Khi mà mình biết được là có một cái project và nói về người Việt Nam của mình, nói về cái cuộc đời của một người nghệ sĩ, thì mình muốn cho tất cả khách ngoại quốc cũng như là người Việt ở bên đây biết thêm về cái khía cạnh của Việt Nam của mình, tức là mình không phải chỉ là bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư mà mình có cái khía cạnh về nghệ thuật. Có những bối cảnh hoàn toàn ở Việt Nam mình không làm được luôn. Một trong những cái bối cảnh đó là quay rất nhiều phim Hollywood.
đó cũng là một cái điều mà Quý cảm thấy rằng cộng đồng người Việt mình lớn mạnh lên. Cái đó là cái sự mình cảm thấy cái tự hào dân tộc, lúc đó mình cảm thấy rạo rực và mình cảm thấy ồ, chúng ta đã làm được rồi. Trong cái bộ phim này thì cũng rất là may mắn khi mà Huyền có sự đồng hành ở trong vai trò là co-producer của ông George Chamcho, là chủ tịch của Liên hoan phim châu Á thế giới Asian World Film Festival, cũng như ông đã là từng là đạo diễn của hơn 40 bộ phim. Ông cũng là một cái người rất là tâm huyết muốn phát triển nền điện ảnh châu Á. Ông có một cái tình cảm rất là đặc biệt đối với Việt Nam. Huyền cảm thấy đây là một cái người bạn lớn mà mình rất là may mắn có được cái sự hỗ trợ và ủng hộ như thế. Khi mà ấp ủ về cái việc thực hiện những cái dự án phim về người Việt ở nước ngoài thì Huyền rất là mong muốn có một cái cầu nối để mình có thể giúp cho những khán giả Việt Nam hiểu hơn về những cái đời sống của người Việt xa xứ. Ngược lại cũng như là thông qua những cách mà mình có thể sản xuất những bộ phim ở nước ngoài để mình có thể giới thiệu về hình ảnh người Việt, điện ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Chúc mừng SCT đã kiếm được một viên ngọc quý. Đừng nhận mắt của ấy nhé. Dạ. Chúng ta thực hiện một cuốn phim ca nhạc. Thật mới mẻ và hay ho được chứ. What? Ông nói thiệt chứ? Tôi nói thiệt. Tôi vừa phát hiện ra một nàng thơ, một cô ca sĩ có giọng đặc biệt để thực hiện ca nhạc của chúng ta. Hi, so I'm Gary Shapiro. This is Jane Gorin. And I'm Jane Gorin. I'm a former senior vice president with Sony Pictures and a member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. So I really know film. And I just want to say that this was an extraordinarily good film. I mean, I loved it, A Fragile Flower. I think it's just going to do very well in America, and I'm sure around the world. This is an area that I specialized in and still do, and I just recognized everything special about this movie, the Vietnamese heritage, the way it looked. This movie, A Fragile Flower, is a beautiful, beautiful film. It meant a lot to see it tonight, and it's like really important to show the culture of Vietnam in this way, and the American part of that. And I thought that they did such a good job with the music and the costume design and the production value. It's very impressive, and I think it's going to do really well in the United States, in communities everywhere, probably beginning with Vietnamese people, of which there are plenty of, you know, all over America. But also people then will go to Asian people, and then everybody else will see this movie, because I think the word of mouth is going to be that good. Yeah, and I think what's so important about that is the fact that Gary is a global marketer. He understands that. I'm a global traveler, and this film really took me to places I hadn't been to before. And that's what I loved about it. It became a little trip into another culture, another world, and lots of love. And you know what, I want to add one last thing. Jane Gorin is a very well-known artist globally. And among her collectors, Fidel Castro, Ronald Reagan, and the first president of the Czech Republic after communism fell, Václav Havel. And she knows art. And she saw the beauty and told me, wow, look at the design, look at the production design. Yeah, it's very impressive. Đàn đã cơi rồi, trong lúc đêm tan rơi, đàn khóc ai hoài. Anh quay trở lại công trường, anh đi làm thêm, anh vay tiền của Nina để làm cuốn phim này có đúng không? Như xa cương tan. Người cô ta chọn chính là chồng chị. Ông phải cẩn thận với báo chí truyền thông chứ. Nghe tiếng cười reo xót xa đời, nhớ
Nè, tất cả những gì các người gây ra chưa đủ hay sao? Đừng bao giờ tới đây nữa. Chú Di đang có mặt ở tại rạp Regal Edwards Miramesa. Rất là đông khán giả Việt Nam đã đến ủng hộ cho bộ phim mà chú Di cảm thấy là rất là vui và hạnh phúc. Điều mà làm chị xúc động và rơi nước mắt rất nhiều đó là trước tiên là nói về cái kịch bản của cái phim. Chị cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, nó đơn giản, nó nhẹ nhàng nhưng mà nó rất là sâu sắc. Nó mang tính chất mà giáo dục cho con người ta được rất là nhiều những ý thức và tình cảm, thương yêu, rồi biết quý trọng những cái gì mình có và một cái sức để vượt qua được những cái khó khăn. Một cái điều nữa mình xúc động ấy là cái tình yêu trong bộ phim này của mọi người nó rất là trong sáng và nó rất là có những sức mạnh quyến rũ. Mình trân trọng bởi vì mặc dù cô ấy rất là yêu anh Sơn nhưng mà cô biết hy sinh, cái chuyện đấy và sự hy sinh đấy nó rất là cao cả. Và mình thấy cái bộ phim này nó rất là đẳng cấp. Mình không muốn so sánh phim này với phim kia, nhưng mà thật sự mình mới coi một cái phim ở Việt Nam tuần trước thì cái sự cảm xúc dân trào đó nó không có bằng cái phim này. Mình cảm thấy cái khi mình coi á, thì cái cảm xúc của nó được đẩy mạnh lên từ đầu phim cho tới cuối phim, và thật sự mà nói thì cái kết quả nó rất là surprise, nó rất làm cho mình ngạc nhiên. Phim rất là hay, dàn diễn viên diễn rất là đều, cái kết thúc rất là vui. Mặc dù cái cuộc sống nó là vô thường nhưng mà mình sống cho hết cái cảm xúc của mình, là nhưng mà không có hết lại những cái người mà người ta yêu thương mình, nên mình để cho người ta một cuộc sống bình yên và mình cũng có một cái cuộc sống riêng của mình. Nhưng mà không phải vì một đứa con gái là người ta phải quay lại, nhưng mà tốt nhất người ta phải có một cái hạnh phúc riêng của người ta. Thật sự là em đến đây với cái tâm trạng là rất là open, nhưng mà sau khi mà em coi mà em khóc rất là nhiều vậy thì em cảm, trong lòng của em nha, em không biết là mọi người nghĩ sao, nhưng mà em cảm giác là em cho là 100 điểm. Wow. Tại vì em thấy nó rất là chấn động trái tim của mình. Em thật sự là em rất là impressed về cái bộ phim của mình. Là cái lý do là bộ phim gì? Bộ phim The Ham of Man ở Fresh Fowler. Em rất là cảm động và mấy người bạn xung quanh em là đều rơi nước mắt, là có rất là nhiều cái nhân vật mà nó đã touch đến cái gọi là cảm xúc của em. Tất cả các bạn ở San Diego hoặc là tất cả các bạn trên nước Mỹ là nên đi xem phim này, nên lắm nha. Bắt buộc là phim này là have a must. Bắt buộc phải đi coi, không chần chờ gì hết, đi coi ngay ngày mai nha. Dạ, cảm ơn. Giờ thì thật ra bây giờ cảm xúc rất là nhiều cảm xúc. Mà cũng rất là bất ngờ mọi người đóng hay quá, không nghĩ là mọi người đóng hay như vậy luôn. Câu từ hay và ý nghĩa nhất ở trong cái bộ phim là không thể hạnh phúc trên nỗi đau của người khác được. Chị có một câu đó, cái phim rất là hay, nhưng mà cái câu đó nó động lại rất, nó chốt rất là nhiều và nó đi xuyên suốt nguyên cái bộ phim, rất là hay. Tại vì cái nhân vật Thảo Mai Thu Huyền á, nó diễn tả một cái gì đó rất là thật trong những cái cuộc sống của con người, của người vợ và người chồng. Tức là cái nào chị có cái lý do để chị ghen và mình có thể thấm được cái sự mà yêu chồng mà cũng vì lý do đó mà chị ghen và chị react là như vậy. Mình có thể relay được cái tâm trạng của chị. Mà tình vẫn mãi không tan, dẫu ta sang chung cõi buồn với sầu đắng. Chắc là cũng 3 năm rồi mới chưa có tham gia một phim điện ảnh nào. Và thực sự là bộ phim Đào Hoa Mong Manh đó là một cái duyên, khi mà đạo diễn Mai Thu Huyền gọi cho Maya ấy, rất là tiện luôn cái chuyến công tác của Maya ở bên Mỹ. Và sau khi mà Maya nghe xong về cái câu chuyện mà chị kể về trong phim ấy, thì Maya đã cảm thấy là rất là thu hút. Maya không thể nào mà không nhận bộ phim này. Khi được đọc qua kịch bản thì trong kịch bản nó có một cái nhân vật mà
mình rất là ngưỡng mộ. Có thể là sự ngưỡng mộ đó nó làm cho mình thôi thúc mình phải làm phim này. Chưa nói gì cả thời gian quay, cắt xê như thế nào, nhưng mà Cường nói, Cường nhận lời. Tôi muốn gặp thằng Thảo. Nè, tất cả những gì các người gây ra chưa đủ hay sao? Đừng bao giờ tới đây nữa. Khi mà được nhận cái kịch bản của vai đó thì nó sẽ khát khao được đóng cái vai đó, bởi vì nó rất là dễ thương, nó rất là đáng yêu. Đáng yêu tới mức là mình nghĩ chắc là cái mẫu người đàn ông đó nó không tồn tại ở trên cuộc đời này. Nhưng mà mình lại thấy đâu đó là một cái hình ảnh của mình, cho nên mình cảm thấy là mình phải thể hiện cái vai này thôi. Ngọc. What happened? Oh my god. Ông phải cẩn thận với báo chí truyền thông chứ. Cái dáng của chồng em không lẫn vào đâu được. Anh trở thành người tình bí ẩn của Thạch Thảo từ khi nào vậy? Có lẽ là cái duyên Yvonne chọn Huyền, cho nên là cuối cùng mình sẽ hóa thân thành cái nhân vật này. Và cũng rất là lâu rồi Huyền mới quay trở lại với công việc của diễn xuất. Và thực sự Yvonne là một nhân vật mang lại cho mình rất là nhiều cảm xúc. Huyền luôn luôn muốn thử những cái vai diễn khác với mình ngoài đời. Huyền cũng phải chuẩn bị rất là nhiều về tạo hình nhân vật, làm sao cho ra được cái phong thái của cái nhân vật Yvonne là một cái bà chủ rất là quyền lực, một cái người vợ cũng rất là yêu chồng. Thì Huyền cảm thấy khá hài lòng với cái nhân vật Yvonne, cái vai diễn này. Đọc kịch bản xong thì thực sự là Mẹ đã khóc. Thì Mẹ rất thích. Đây là vai diễn trung tâm đầu tiên, cho nên là tất cả mọi cái áp lực nó rất là nặng đô. Mà trong phim thì khóc quá trời khóc luôn. Trong quãng thời gian đó dành trọn hết cho Đóa Hoa Mong Manh luôn. Khi mà cái gì mà mình dành trọn và trao hết tất cả cái tâm sức thì cái công việc đó của mình nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Xem thì có vẻ đơn giản nhưng thực sự là tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như là ekip quá là vất vả luôn. Có một cái phần đoạn mà Trizy nói chuyện với em họ của mình là Thạch Thảo đó. Mình nói chuyện với cô ấy mà mình nói cho ngưng mắt, nhưng mà cái giọng là cái giọng mình đang vui, bởi vì mình không muốn cho cô đã biết là mình đang khóc. Thì đó là một cái đoạn mà đóng cho khó nhất, nhưng mà được đạo diễn khen nhiều nhất, cho nên là cảm thấy rất là vui. Cái Gucci đẹp lắm. Chứ không bao giờ mình làm một bộ phim nào mà nhiều nước mắt như bộ phim này. Có những cảnh quay á, thực ra đạo diễn không có yêu cầu nhân vật phải khóc. Tôi nhớ là một cái đại cảnh rất là lớn, là một cái đêm nhạc biểu diễn. Hôm đó cũng phải gần 200 người, gần như là ai cũng khóc hết. Thì Huyền nghĩ là mọi người đều cảm được cái câu chuyện mà bộ phim muốn truyền tải. Là mong ước trong thoáng giây, đến trong nhau nồng nàn như đã sống từ thuở nào. Có một nỗi buồn bí ẩn nào đó trong giọng hát của cô gái này. Lạ lắm. Giọng cô ta không thể nhầm lẫn với bất cứ giọng của đại khác. Tôi rất thích. Lúc cô thu nhận lại được cái chỉ là một sự thiếu tôn trọng trước mắt bao nhiêu người. Tôi không chấp nhận bất kỳ một sự giải thích nào cho chuyện này. Đây là một bộ phim mà mình nói là rất nhiều sơn hào hải vị, rất là những cái món ngon, phải bài biện như thế nào để cho khán giả ăn không bị ngán. Mình nghĩ là ở Mỹ mình sẽ rất là khó để có thể tìm được những diễn viên họ có thể tốt những cái vai diễn, bởi vì công việc chính của họ đôi khi không phải là diễn viên, mà họ làm chủ yếu là họ là ca sĩ hoặc là MC hoặc là những công việc khác. Nhưng mà khi mà họ tham gia bộ phim và họ nhập tâm được với nhân vật thì họ đã thể hiện rất là tốt. Đấy cũng là một cái may mắn của người đạo diễn, khi mà mình cộng tác với các diễn viên thì họ đã yêu cái nhân vật của mình và họ đã thể hiện tốt nhân vật của mình. Đừng bao giờ để con tim mình bị tổn thương.